Hello, xin chào hết tất cả Chào một ngày đẹp Ngày 24 tháng 5 năm 2024 Với từ đề hôm nay Là điểm nóng Tại biển bay Tích Biển ba Tích nó nằm ở đâu Xin mời quý vị xem khu vực này đây Điểm Ba tít là nó nằm ở đây Mà trong đây nó có cái đặc điểm là Đảo Cô Lên Nằm ở chính giữa này Mà nó thuộc về Phần Lan À Ngày trước đây mấy cái clip Mình có chia sẻ Phần Lan có một cái bà đầm thép chửi Putin là người điên Hù và hăm dọa Atom Thì hôm nay chúng ta sẽ xây nóng vào cái điểm khu vực này Thì khu vực này á Nó gồm có là gì Thứ nhất là Litauen Ba Lan Đan Mạch Trên nữa là Sweden à, Dòng quanh cái khu vực này là cái khối NATO Nói chung là vòng quanh khu vực này là cái khối NATO À trên dưới này là NATO NATO bên đây đang mặt Sweden ở Finland rồi à. Còn ở dưới đây hình như chỗ này là cái mod cao chỗ này ra gừng chỗ này nè một chút xíu chỗ này đó cho nên để đi đến cái vấn đề này á chúng ta cũng phải đi sơ qua cái mục lục mục lục một tí xíu trong đó là có Poland, Anh Quốc, Ukraine, G7, Nga và cuối cùng là Thụy Điển còn thời gian thì chúng ta đi việc lên trên nếu không còn thời gian thì thôi. Ừ. Thì việc đầu tiên là sao? Chúng ta sẽ đi bộ lên trước. Bộ lên là do tình hình chiến tranh của Ukraine, cho nên là mỗi ngày mỗi rất là căng thẳng, cho nên là Bộ lên chuẩn bị cho nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong thời chiến hiện nay và người dân muốn quan tâm về vấn đề này. À, coi như là người dân chấp nhận, sẵn sàng đi nghĩa vụ à, để bảo vệ đất nước trong cái thời gian qua đó hai năm rưỡi vừa qua là coi như là lên là người ủng hộ rất nhiều về vấn đề quốc phòng à, sau khi nga tấn công ồ ạt tấn công và bolen đã ồ ạt viện trợ vũ khí cho ukraine à, và quân đội chuẩn bị lên khoảng là 300.000 quân trong vòng năm 24 à. Ngoài ra còn cái gì nữa Chúng ta đó là về quân sự Bây giờ mấy cái tuần trước Nếu bạn nào hiện tại mà theo dõi cái 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 clip của mình mà ở bên lên tung trước một trung tâm tại Warsaw đã chỉ bị cháy rụi hết hoàn toàn à đây là mình nghĩ đây là có thể là giang điệp đã làm cái vụ này xảy ra ha tại vừa qua bộ lên cách đây mấy ngày cũng chia sẻ là bắt bốn giang điệp tình nghi là phá hoại thì qua ngày hôm sau hôm kia gì đó là đã xảy ra một cái trận cháy lớn ừ. cho nên là trong đó có người Việt chúng ta coi như là cuộc đời đã dành dụng và bao nhiêu tiền bạc đã dồn vô cái trong cái ha lơ đó là cháy toàn bộ hết à, cháy toàn bộ hết ra yeah. đó là bô lên bây giờ chúng ta đi qua anh quốc anh quốc có cái gì anh quốc bây giờ chúng ta đi trước anh quốc cái hoàng tử này nè nó mới, bắt đầu mới nóng hổi đây nè à cái hoàng tử này bắt đầu à. đây là hoàng tử của anh quốc siêu à, bạc lưu vong À, thì có chuyện gì cứ vào lưu ông là có chuyện gì là anh ta và tập bòn nhà báo chờ uh, Sender Sender đã có cái vụ tranh chấp với nhau ra tòa là đây là một cái chuyện hấp dẫn và wow. một coi như là anh ta đổi thừa cái tờ báo này thu thập thông tin bất hợp pháp tờ báo này tên là thơ sun là s u n sun là tiếng anh là sun sun thơ sun lý do là là anh nói là cái tờ báo này đó có thám tử tư nhân à, đã thu thập cái thông tin của ảnh ừ. anh ta đưa cái tờ báo này ra anh thoáng có nghĩa là đưa ra pháp luật để kiện cáo và cáo buộc là nhà, những cái nhà báo thám tử này đã nghe lén cái điện thoại của anh ta à và cuối cùng sao một luật coi như là một lời nhà báo những cái nhà, cúp bờ nhà báo này là lời buộc tội của anh ta không có bằng chứng và anh ta có thể là trả giá rất là đắt cho cái vấn đề này trả giá đất đây là vấn đề tiền bạc và có thể là anh ta bị phá sản nếu kiện cáo không thành công anh ta không thành công thì coi như là anh ta tài sản của anh ta sạch hết đó là vấn đề tranh chấp giữa anh và tờ báo tập đoàn tờ báo này rồi Bây giờ cũng tiếp theo anh Quốc Anh Quốc nói là China chuẩn bị một cái gói hàng viện trợ Chết người, giết người Đó là gì? Đó là vũ khí đạn dược Cho Liên Xô à, Trung Quốc, Hoàng Nga đã thảo luận cái đạn dược để chống lại Ukraine và đang chuẩn bị giao hàng nói chung là đang chuẩn bị qua giao hàng còn như thế nào thì chúng ta phải tình thế nó như thế nào chúng ta cũng chưa biết được và đây cũng là tình báo anh và tình báo mỹ cho biết điều này viện trợ súng đạn sát thương hiện đang lên kế hoạch coi như chạy từ trung quốc đến nga à đang lên kế hoạch chạy từ Trung Quốc đến Nga sau chuyến thăm của Putin. Dạ. Và sau khi cái truyền thăm của anh nó đưa ra cái báo chí như vậy thì là đại sứ Trung Quốc không có bình luận gì trong vấn đề này. Và đại sứ Trung Quốc tại Mỹ cũng lên tiếng nhưng mà anh ta từ chối không có cung cấp vũ khí cho bất cứ ai đó là hai đại sứ giữa anh quốc và mỹ đó là vấn đề về vũ khí và súng đạn mà sắp tới chúng ta sẽ biết có chuyển cho nga hay không điều đó chúng ta phải chờ xem cái dự bằng chứng tại chiến trường Ukraine nó đang nổ ra bây giờ chúng ta cũng chưa biết được bên nào đúng và bên nào sai chúng ta phải chờ xem thôi ừ. và đó là hoàng tử nè vụ súng đạn chết người nè và tới xuất khẩu lúa mì của Ukraine từ từ tháng 4 tháng 4 năm ngoái đến bây giờ coi như là hàng xuất khẩu lúa mì và dầu ăn khoảng là 66 triệu tấn anh Vức cho biết vậy 66 triệu tấn Từ năm 2023 đến nay có khoảng 1.600 chuyến hàng đi qua khu này, vực này lấy hàng. Coi như là từ năm 2023 tới giờ, coi như là Liên Xô hù sẽ tấn công các tàu hàng đi qua lại khu vực này, nhưng mà rốt cuộc, nhưng mà rốt cuộc Ukraine bây giờ là quản lý khu vực biển đen này coi như là trong thời qua, gian qua đó là các tàu của nga bị trúng và chìm rất là nhiều khu vực này coi như tại biển đen hình như là Ngày qua mình, mình cũng chả chia, chia sẻ là có một cái chiếc tàu cuối cùng cũng đã bị chìm và khu vực biển đen này coi như là rảnh tay tất cả tàu biển đã kéo về ở bên nga hết không có còn lãng quãng tại cái khu vực biển đen này đây là cái khu vực biển đen mà mình cho các bạn xem coi có hình hình ảnh nào hình ảnh đẹp nào không đây còn đây bạn đây là cái khu vực này à cái khu vực lật lợt, lợt này đây đây, đây, đây là biển đây là biển đi biển đây là đảo kim à thì khu vực này là ở dưới đây nè là cái tiếng hàng hải chỗ này nè chỗ này là ukraine bán bán nông sản tại khu vực này thì đây dài dài qua đây là hàng nó đi tới đây nè nó lấy hàng đó nè. à đó là cái khu vực bán đen ở đây là đây là ukraine yeah. rồi đó thì năm 2023 là 1.600 chiến tàu qua lại để lấy hàng, riêng lúa mì không là 45 triệu tấn, riêng lúa mì không là 45 triệu tấn và có thể năm 2014 có thể tiếp tục tăng theo nếu là tình trạng mà coi như quân Nga rút đi hết thì là tàu dầu sẽ tăng dần lên lấy hàng à, lấy hàng lúa mì qua lúa mì qua khu vực này sẽ đông hơn à, và mấy bữa nay cũng là tin tức thì mình nghe là được dữ dội ngay ở vùng khu vực này do cái đạn attack ms tấn công ừ. thì trong là tương lai là là ra không còn trụ được nữa phải rút về thôi ừ. và chúng ta sẽ đi đến anh rồi bố lên rồi nhiều chuyện lắm à chúng ta đi đến ukraine Ukraine có cái gì? Đó là cuộc tấn công của Nga vào lưới điện tại thành phố Sunni. Thành phố Sunni để mình coi thử thành phố Suni nó nằm ở đâu. Cho nên là cũng khó bạn. À. không có ở đây uh, thành phố Sunni không có nằm ở đây nó dùng Sunni ừ. đây là thành phố bự không à không có thành phố nhỏ Sunni là một thành phố nhỏ à, coi như là một phần tư người đã sau khi đánh xong thì sáng hôm sau một phần tư người đã có điện trở lại coi như là lưới điện vẫn là coi như là bốn người một người mới có điện à bốn người khu vực đó thì một người sẽ có điện ừ. trước vụ tấn công này ở Ukraine phải coi như là lắc cắt điện luôn phiên trong nước thay đổi Nói chung là thay đổi Không những là các tỉnh Mà còn cả thủ đô Của Ukraine cũng bị ảnh hưởng Trong những À cũng bị ảnh hưởng Bây giờ mới bị ảnh hưởng Trong những cái năm đầu xảy ra cuộc chiến Thì không có bị ảnh hưởng mấy Nhưng mà bây giờ là thủ đô cũng bị Chịu ảnh hưởng vấn đề cúp điện Đó là một việc mà khó khăn cho Ukraine trong lúc này. Đã. Wow. chúng ta sẽ đi tới G7. G7 là gồm có 7 nước nền kinh tế. Trước đây có Nga nữa G8 nhưng mà sau ví dụ năm 2014 anh đánh đánh lấy đảo Kim mà coi như Nga không còn nữa. À, không vô nền kinh tế nữa g bảy hộp ngày qua là hộp nay và ngày mai nữa cả ba ngày là muốn lấy tiền ở đâu nghĩ cách lấy tiền ở đâu để ủng hộ cho Ukraine lâu dài ừ. đang tính cái số tiền mà sau khi cái ông na châm lên sợ không còn cái tiền viện trợ nữa thì thì là sẽ nghĩ ra cái cách tiền ở đâu để mà bù đắp cái khoản là những năm tháng dài nếu ukraine à, nếu nga không chịu rút binh mà cứ hết đợt này đánh đợt khác rồi lại phá hoại đủ thứ đủ chỗ thì không biết tiền đâu để cung cấp cho Việt Nam cho nên đang dự thảo G7 ngày qua ngày hôm nay và ngày mai ngày thứ bảy đã dự thảo um, kiếm một cái số tiền đó là tiền thứ nhất là tiền của Nga lại ông đập lưng ông đó là tiền 300 tỷ mà Mỹ cũng khoảng là 150 tỷ nữa khoảng bao nhiêu đó khoảng bao nhiêu đó nữa à Mỹ theo Mỹ thì lấy cả lông vốn lẫn lời luôn à, Mỹ nói lấy cả vốn luôn à, Mỹ đang ép buộc eu phải cứng rắn lên gan dạ lên Nghĩa là không có sợ tới đầu trời tới đó ý là vậy coi như là chơi tao thì sẵn sàng chơi à dạ vậy trịch thu toàn bộ hết của nga và phong tỏ hoặc là cho chứng khoán nó quay à hoặc là lấy cái tài sản đó lấy cái tài sản đó cho vay hoặc là cho chứng khoán vay để mà có cái kinh phí cho Ukraine lâu dài nếu Putin tiếp tục cứ như thế thì là phải làm gì mà không có tiền viện trả nữa trong tương lai đó rồi nhiều hoài kéo kéo dài thời gian là không còn châu Âu hoặc là NATO không còn gì nữa. phải nghĩ ra cách đó à Tuy nhiên Đằng sau đó có một cái gì đó Cũng là bí ẩn Chưa đi đến Chưa đi đến kết thúc Nhưng theo cái lời Của EU á Đã đồng ý Lấy cái khoản tiền lời thôi À, lấy cái khoản tiền lời thôi trong năm nay là 3 tỷ sẽ hỗ trợ cho Ukraine Còn G7 sẽ họp lại một lần nữa Sẽ họp lại một lần nữa Vào tháng 6, giữa tháng 6 Sẽ họp lại một lần nữa Có nên trịch thu hay là cho mượn hay là như thế nào đó Sẽ họp lại một lần nữa để dứt khoát cái số tiền này à, Nếu Nga làm căng quá là coi như là thu đấy và có thể là mua cái loại đạn dược tầm xa hơn đến ukraine đó là cái g 7 ở hộp trong ngày qua ngày nay và ngày mai sẽ có một cái quyết định như thế nào để có cái tin tức sẽ có những cái tin tức mà cho quý vị xem nghe rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang nga theo một nguồn tin của mỹ nga có thể đã đưa cái vụ vũ, vũ khí Nga đã đưa vũ khí lên vũ trụ không gian. Đó là 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 nguồn tin cũng của, của Mỹ. Đó, đó, đó là một nguồn tin. Vũ khí gì mình cũng chưa biết được, tên lửa hành trình hay là atom thì mình cũng chưa biết được cho nên là nguồn tin đó mới đưa lên chung là đưa lên đó đây lên đây lên đây lên, lên không gian dạ. để làm gì cũng chưa biết được để phá hủy những cái 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 dạng mà giống như internet vậy đó phá hủy internet những dạng vậy đó. phá hủy sống nổ trận hư hết cho hư hết không có liên kết được định là vậy nhưng mà biết có phải hay không thì mình cũng chưa biết được phải chờ xem những cái ngày kế tiếp thôi mỗi ngày mỗi sự kiện mỗi ngày mỗi tin mới đó là vũ khí của nga đưa lên trên không gian còn vũ khí gì mình cũng chưa biết được chờ tình hình nó căng quá thì mình mới biết được thôi chứ bây giờ nó nằm ở chảnh rồi ừ. Bây giờ tiếp theo Một Cái truyền thông nó, của Nga đưa tin Một cái nhà tài phiệt Mikhail Friedman, Friedman Ông yêu cầu chính phủ lúc sân bố Bỉ bồi thường hai con số hai con số là bao nhiêu yeah lý do là phong thỏ tài sản của ảnh à phong giờ phong thỏ tài sản của ảnh với giá tiền bồi thường là 15,8 tỷ đô la tương đương với 14,6 tỷ euro à nhà tài việt nga yêu cầu phải bồi thường nếu không thì anh ta sẽ ra tòa tranh chấp với chính quyền Bỉ nhân à, Nhưng nhà nước Bỉ Luxembourg từ chối cộng tác cái cái đơn mà anh ta đòi bồi thường Coi như là chấm dứt, dịch thu rồi Chấm dứt, coi như là không cộng tác Tới đầu đó là tới là xong anh tỷ phú này coi như là xong đây là chiến tranh à coi như là chiến tranh cho nên là không có vụ kiện trọng thư thiết gì hết à. À, ý là mày làm liều tao cũng làm liều lục rừng chơi theo lục rừng à, không có lục pháp chừng nào hòa bình hẳn hoi rồi này còn lần này là lục rừng mày chơi lục rừng thì tao cũng chơi lục rừng là vậy à, coi như là nhà nước bị đóng sổ của cái đơn kiện của anh ta đó là số tiền cũng lớn đó bạn rồi bây giờ tới tại sao mà eu tại sao phải eu lấy số tiền lời của Nga để bù đắp cho Ukraine đó là từ tháng 2 năm 2022 đã xảy ra một cái chiến tranh từ đó EU đã đóng băng cái tài sản của Nga qua wow. hình như tới năm nay thì cũng lời được 3 tẩy 300 tỷ thì tiền lời cũng được 3 tỷ ha à. 300 tỷ cũng lời được 300 tỷ này là nằm toàn bộ cả châu Âu này Mỹ hình như ít hơn à, thì mình cũng nói rồi cái cái quyết định của EU đã đồng ý lấy 3 tỷ này bù đắp cho Ukraine cho những Thời gian tới Đó là bồi thường Vấn đề thiệt hại Nhà, cửa Và Nói chung là linh tinh ừ. Coi như số tiền này Đã thảo luận xong <laughs> Đã thảo luận xong à, Còn chừng nào cấp Cho Ukraine thì mình cũng chưa biết được Coi như là 3 tỷ có trước có sẵn rồi để ăn cơm không cần phải lo à. và tiếp theo là gì nga xem xét nga đang xem xét bộ ngoại giao của nga đang xem xét và lên kế hoạch đóng băng tài sản của nga là gì anh ta nói là EU ăn trộm ăn cắp tài sản của nga đó là bên bộ ngoại giao phát ngôn của ngoại giao của nga nói vậy à, bây giờ anh chơi lục gần thì tôi cũng chơi lục gần thôi Để dạng vậy đó à, anh không muốn anh không muốn là lục pháp phản hồi thì anh chơi luật dần thì bên đây cũng chơi luật dần à anh ta còn nói là à, eu đã vi phạm vi phạm à, tất cả các chuẩn mực toàn cầu và chính phủ nga sẽ ứng phó cái vụ này trong cái thời gian sắp tới à còn ứng phó kiểu gì thì chúng ta chờ xem mà nhưng mà EU đã quyết định lấy 3 tỷ trước cái đã <laughs> trước tiên là lấy 3 tỷ trước cái đã còn có, có đánh này không đánh này không biết à ai à, chúng ta sẽ không biết gì hơn nữa chỉ nhiêu đó thôi bây giờ chúng ta đi tới cái biển bang Titi đây là một cây cái tâm điểm nóng hổi và mới nãy mình nói hôm nay mình sẽ đưa lại và lại cái khu vực này nó rất là nguy hiểm cái tại khu vực này có thể ảnh hưởng à, khu vực này đây là à, toàn bộ cái đồng minh trong cái khu vực này nga chỗ này nè nó nằm tại nó có xíu chỗ này thôi Luxembourg à, Nga nó nằm ngay cái khúc này có một chút xíu chỗ này thôi à. Cái chỗ này à Tại sao rất nguy hiểm xảy ra chỗ này Cái là nguy hiểm toàn khối châu Âu này luôn Cả đất cả bô lên coi như cả Pháp Nói chung là ảnh hưởng Bỉ Hà Lan thì Lan Mạch nó nằm đây Lý do nó như thế nào để mình chia sẻ từ từ cho quý vị xem thứ nhất chúng ta hãy nhìn ngay cái đảo này mình phải mở bự ra đây là cái đảo cốt nó nằm ở giữa này đây bên đây biển bên đây biển mà nó có cái bản đồ ngày xưa là thuộc về phần phần lan Vinh Lan nằm đây à, Nằm khu vực này Từ đây ở đây à. Thì Nó thuộc về Phần Lan Mà Phần Lan bây giờ là thuộc về khối NATO Mới <laughs> đọc Mới đọc cái chỗ này à, Ở dưới là Ở dưới đây là Đan Mạch à, Chỗ này là Đan Mạch Cũng về thuộc NATO Còn đây là Đức Bô Lên nằm ở đây bên đây là Sweden à, bên đây là Phần Lan hay này thì Nga nó nằm chút xíu rồi bây giờ bản đồ ngày xưa người, người ta đã có sẵn rồi bây giờ ảnh định lật kèo lật kèo đó nè thay đổi vị trí thay đổi vị trí muốn chiếm cái đảo này à đó là mưu đồ mà mua đồ của bưu tin này chắc vừa rồi sau khi đi Trung Quốc về thì ảnh đã tấp tóc lên đường tới cái điểm tới cái điểm mà là nơi quê nhà của ảnh sinh ra đó nơi cái bô nơi nơi đó là ảnh sinh ra Ganinag nơi đó có một cái dùng lứt của liên xô rất là nhỏ nó nằm ở đâu cái khu vực này nè nó nằm ở đâu ở khu vực này nè bạn đây nè khu vực này nè à. À, khu vực đó đó thì ảnh muốn đổi vẽ bản đồ mới giống như Trung Quốc vẽ bản đồ hình lưỡi bò Việt Nam vậy đó nó y chang như vậy à, sau khi anh đi Trung Quốc về anh đi thăm đó và ảnh định lên kế hoạch sẽ thay đổi cuộc chuyện ngay cái khu vực này nếu khu vực này mà ảnh gây sự thì là có sẽ có một cái sự cố lớn rất lớn nha các bạn sự cố lớn nó như sao, sao bây giờ mình nói à sơ tí xíu đây là quan trọng cái ga linh gác này á cách cái đảo này á là 250 km về phía bắc từ đây nè từ khu vực biên xô chỗ này nè Kaliningrad đâu đây nè dòng dòng đâu đây nó tại nó nhỏ quá nó không hiện lên đây thì cách giá đảo này á là 250 km à à nó nằm à, phía bắc đó yeah. nằm ở phía bắc cách cái đảo đó là hai trăm năm km đây là phòng thủ và phản ứng nhanh của khối NATO ừ. cái đảo này là chìa khóa bảo vệ cái đảo chính giữa này là là chìa khóa bảo vệ cái tít Ừ, nó nằm ở khu vực này rất là quan trọng chút nữa xa, mình sẽ chia sẻ tại sao nó là nếu mà xảy ra sự cố của này là nó rất là nguy hiểm ừ. nguy hiểm thế nào chút mình chia sẻ tại sao nó rất là nguy hiểm như thế này rồi sau khi anh đi tới thăm vàng, ảnh định vẽ bản đồ lại và muốn giành kiểm soát tại vùng này ý đồ với ảnh là muốn giành kiểm soát ở vùng này hiểu không nè vì là ở dưới biển đen coi như ảnh hết đường ra rồi à mà bây giờ đang gặp trận chiến tranh ở Ukraine bây giờ mấy cái tàu của ảnh đang tơi bời khói lửa coi như là không còn cử quậy gì được nữa tại cái khu vực biển đen hễ ra là cho nổ hễ đi ra là cho nổ hễ đi ra khỏi khu vực này là ukraine cho nổ đấy cho nổ và chìm cho nên ảnh không có đường nào ra được nữa và ảnh chuẩn bị khoanh vùng này làm điểm tựa tại điểm tựa chỗ ảnh là nay cái nỗi này có ganigrad như chỗ này cho nên á, là anh muốn vẽ bản đồ lại anh ừ. muốn vẽ bản đồ lại rồi nếu anh không vẽ được bản đồ lại mà nato không đồng ý ha à, thì là sao thì bắt đầu giống như là dùng cái tới đó như là phá hoại phá hoại bằng cách nào nga sẽ phá hoại bằng cách nào thứ nhất ngay cái điểm đó là của nga và nga sẽ cho một cái tàu dầu của nga đi trên cái biển này và nga sẽ bắn cái tàu dầu của nga khi mà bắn ra rồi bắt đầu là dầu nó loang khắp cái khu vực này hết ha bắt đầu dầu nó loang cháy hết khu vực này hết và gây ra một cái thảm họa môi trường khu vực này thảm à, à, môi trường khu vực này tại khu vực này nó có đang là các ngõ gác dầu và đường vận chuyển của cái khối nato đang đưa về châu Âu này, về Đức nhất là đất rất là gác sẽ đưa về đất Thì khi mà ảnh dùng cái tàu dầu của ảnh, ảnh bắn cho trái và bùng phát nổ loan tỏ hết khắp khu ngoài không những ảnh bắt đầu nó loan tỏ hết các cái các cái giếng dầu khoa gác chiếc gì đó các cái giếng dầu mỏ những cái khu vực này hoặc là cái tàu chở dầu chiếc sẽ chạm đến và xảy ra một cái môi trường khủng khiếp tại đây thì là bắt đầu giá cả thị trường bắt đầu lại tăng lên làm lúng loạn thị trường kinh tế tại châu Âu này ý đồ là như vậy ha à, đó là cái thảm họa mà mình đã nói bước đầu tại biển Ban Tít này. Cách anh ta nếu không tranh chấp được, không lấy được thì anh ta sẽ dùng cái cách này mà đổi thừa là vấn đề tai nạn. Tai nạn xảy ra và thường là anh ta đã làm rồi. Anh ta đã làm mấy năm nay anh ta đã là cầm quyền và anh ta cứ đổi thừa bu của anh ta đã bày ra thì sau đó thực hành khi thực hành xong rồi anh đổi thừa là tai nạn à. à đó là cái vấn đề nan giải mà cái khối nato đang lưu ý đến cái vùng này ừ và lúc này sao ông tổng thống mỹ nói như thế nào trong vấn đề này nếu nga nắm quyền khu vực này có nghĩa là tác động đến cuộc sống của chúng ta tại thụy sĩ và các nước xung quanh cái biển ban tết này à ông còn ông không cho phép nga làm điều này xảy ra ý là ông sẽ chống lại cái vụ này khi nga vẽ bản đồ trái lục ý là nó trái lục bản đồ nó đã có sẵn từ lâu rồi bây giờ muốn quẻ lại mới là không có thể chấp nhận và không cho phép nga làm điều này đó là ông biden đã dứt khoát và cái biển này á không phải là sân nhà của, của Putin à, không cho phép sẵn sàng đấu đó ý là nó sẵn sàng đấu bởi vì mình mới nói là điểm nóng ngay chỗ này là ông Biden rất dứt khoát điều này không cho nó không cho putin làm lũng loạn tại đây nếu tổng tư lệnh của thụy điển nói nếu nato để mất cái cốt lên này cái đảo này nè cái đảo này bạn à mất cái đảo này nếu nato mà để mất lọt vào tay của putin thì là lúc đó làm sao là hòa bình không còn nữa ở bắc âu nữa là điểm chấm hết tại bắc âu và biển baltic do nga quản lý hết đó và đồng thời khi mà quản lý hết rồi á thì là muốn làm cái gì á mấy anh kia đi ra phải xin hoặc cái gì gì phải đóng thê đóng má gì đó á à, tại anh muốn làm gì cũng được thì cũng mệt. nếu mà không được quản lý được cái đảo này thì mình cũng nói rồi đó Bưu đồ của Putin sẽ gây ra thả một thảm họa tại khu vực này Mà hậu quả sẽ là tàn khốc không có thể lường trước được Ra sử dụng tàu chở hàng này. Thứ nhất là nghe đi ngang qua đó giả bộ đi ngang qua đó để nghe lén này à, Gây nhiễu sóng này giống như là Trung Quốc quẻ đường lưỡi bò của Việt Nam ừ. cho nên là họ sử dụng cái tàu này những cái tàu này qua lại để nghe lén nghe lén những bí mật vận chuyển và có thể là cho người nhái lòn ở dưới để phá hoại Đấy nói chung là đủ thứ hết khi mà kiểm tra được cái đường biển cái đảo này ảnh vẽ ra ảnh nói là cái đảo này của ảnh là anh đem quân tới anh chiếm thì nếu mà để nato mất thì là bắt đầu là ảnh kiểm tra cái đường biển đó rồi sau đó là nghe lén bí mật nè rồi phá hoại ở dưới nước ừ, cho người nhái xuống cũng có nói dung là mọi hình thức mà những cái ngày vừa qua trung tin đã làm ừ. cách đây chưa đầy một tháng ở đất này xảy ra ba vụ cháy rồi mới đây thì bô lên cũng là bị cháy ơi nhiều kiểu lắm mà bây giờ bây giờ đổi cha này lên là cha đã muốn sao muốn đánh sập nền kinh tế châu Âu bằng cách là đi phá hoại à đánh không lại được nữa bây giờ đánh không lại được nữa bây giờ dùng tới cái biện pháp phá hoại đó. nói chung là sử dụng đủ thứ để có thể phá hoại được cái gì là phá hoại rồi còn cái gì nữa chúng ta đi tiếp nè. và ông mỹ còn nói rằng tại khu vực này là các tàu chở dầu qua lại nè. tàu qua lại những cái gì mà xảy ra nếu mà hôm nay hoặc ngày mai mà ngay cái khu vực này nó xảy ra thì Putin đổi thừa là tai nạn. Đã đổi thừa là tai nạn. Đổi thừa là tai nạn. Đó là cái chiến lược mà Mỹ đã nắm được tình báo Mỹ và tình báo Anh nắm được trong cái thời gian qua Riêng khi mà nắm được rồi bắt đầu đưa truyền thông báo chí Thì Nga từ chối không có việc vụ này Chúng ta phải chờ xem thôi Chứ không có các cách gì hết Vì là chiến lược này Putin đã hoạch ra Hoạch ra rồi và ảnh đã đến thăm cái vùng Ca, Ca Ninh Gác, tại đó rồi thì chờ xem chờ xem nó như thế nào Xin bạn hãy ủng hộ mình chia sẻ thêm để có động lực mình có cái động lực những cái ngày tết tới mình chia sẻ cái cái khu vực điểm nóng này đến quý vị cùng lắng nghe ừ. và bây giờ chỉ còn lại 10 phút mình muốn nói lên chia sẻ thêm là nhớ ủng hộ cái kênh của mình nhìn thấy logo này Hoàng nguyễn youtube nguyễn youtube hôm nay Dạ. Yeah. hay bạn bấm để nhẹ tay vô thì trong đây nó có những cái video hoặc là short hoặc cái gì gì ấy. bạn thích bằng kê còn trường hợp không nhìn thấy nữa thì quý vị lên cái này Google để nhẹ tay và nó hiện ra chữ xúc gạnh rồi sau đó nó cũng hiện lên nếu mà bạn theo dõi thường xuyên nó sẽ hiện lên cái chữ này và nếu mà thường xuyên rồi các bạn bấm lên là nó sẽ hiện lên à nếu có video hoặc là youtube hôm nay À, sẽ hiện lên này miễn logo ở đây ở à, dưới đây những cái mục 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 linh tinh bấm vào xem à, ở dưới đây là nhiều đó ở dưới đây nó có shop nè shop nè à, shop rồi phim rồi like à, shop chứ nó mình sẽ chia sẻ shop chẳng hạn đáp banh hoặc là đánh bóc bạn có thể vào đó và xem và đăng ký Kênh ủng hộ mình và mình cũng cuối cùng cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báo xem hết cái đoạn clip này đó là cái động lực tinh thần mình ngồi đây mỗi ngày chia sẻ và tìm hiểu những cái thông tin nóng bỏng truyền đi cho quý vị. Nếu quý vị đăng ký kênh thì là nó rất nhanh khi mình đã bóc lên rồi thì là nó sẽ đến tay quý vị. Xin cảm ơn và một lời cảm ơn nữa nhờ bàn tay của vị và khối óc của mình truyền cái thông tin nhìn cái kana của mình khắp nơi nếu bạn thấy trong cái clip mình đó có cái điểm tựa nào có cái điểm thích cho mình một like hay là đăng ký kênh để bước hành trình mình còn tiếp tục đó là lời cảm ơn. Và cuối cùng mình cũng xin chúc quý vị một ngày tràn đầy năng lượng và dồi dào sức khỏe và hạnh phúc với người thân. Đó là ngày 24 tháng 5 năm 2024. bốn ừ. và lời cuối mình cũng xin chào và tạm biệt hẹn clip sau xin chào